Sống thì luôn luôn là sống trong chân đế, nhưng mà còn cái thấy đó, còn cái mà mình thấy đó thì là tùy theo cái thấy là chân đế hay tục đế. Ví dụ như thấy với tánh biết đó, thì thấy chân đế, mà thấy với cái thấy với cái ý thức của lý trí đó, thì là thấy tục đế. Nhưng mà thấy tục đế hay chân đế gì cũng được. Tục đế thì thấy tục đế, mà chân đế thì thấy chân đế thôi. Nhưng mà cái sống thì luôn luôn là sống trong trong chân đế, không có ai sống trong tục đế được hết á. Tục đế là gì kìa, là nó là ảo thôi, chứ nó không phải là thật. Tục đế là do tượng mình tạo ra. Còn cái mà mình thực sống á, nếu như bây giờ mình đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có tính toán, đừng suy nghĩ, đừng có đánh giá, đừng có gì hết á, thì luôn 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 là sống trong chân đế. Mà đúng chánh niệm tỉnh giác, đúng sáng suốt định tĩnh đông lành, thì lúc đó là hoàn toàn ở trong chân đế, chứ không có tục đế. Khi nào mà khởi lên đây là cái này, đây là cái kia, thì lúc đó nó mới tục đế. Thí dụ như thế này, bây giờ nếu sân khởi lên, mà mình trọn vẹn thấy sân khởi lên sinh diệt như thế nào, thì đó là chân đế. Còn như mình nói là chả đây là tâm sân bậy quá, ra là tục đế đó, vậy đó. Tức là chân đế hay tục đế là tất cả đều chân đế hết, chẳng có cái gì tục đế hết. Nhưng mà tại vì khi mà có cái tượng của mình xen vô, cái lý trí của mình xen vô, thì lúc đó nó mới biến thành tục đế. Tục đế thực sự nó không có. Thực sự cái tục đế nó không có, cái đó là nó đặt ra thôi, cho nó không có thật. Khi mà một cái đứa trẻ nó sanh ra, nó lớn lên, thầy lúc đó là nó ở trong chân đế, nó đâu có biết gì về ngoại tham sân si gì, thầy cha mẹ và gia đình xã hội mới làm cho nó ra ngoài tục đế. Thì sống á, thì ai tất cả mọi chúng sanh hay là vạn pháp đều ở trong chân đế hết á, không có ai ở trong tục đế hết. Còn tục đế là mình đặt ra. Ví dụ bây giờ mình đặt ra đây là cây xoài, đây là cây ổi, thì đó là mình đặt ra thôi, chứ cây xoài cây ổi từ nó là chân đế. Nên mình nói đây là cây xoài, đây là cây ổi, là lúc đó nó mới thành tục đế thôi. Thế còn là nó vẫn vậy thôi, thì nó là chân đế. Cho nên là thực ra đó là tất vạn pháp đều ở trong chân đế hết, chứ không có tục đế. Chỉ có cái tượng của con người đó mới tạo ra tục đế thôi. Cho nên mới nói là tượng tri đó, cái tượng tri tức là cái biết theo tục đế, tượng tri thức tri. Thì trong thức tri đó nó cũng có cái tục đế, cái chân đế. Ví dụ như thức tri mà mắt tai mũi lưỡi thân á, thì cũng vẫn là chân đế. Chỉ có ý đó thì nó mới tạo ra tục đế thôi. Cho nên đó, khi mà cái ý mà nó hoàn toàn là thanh tịnh đó, gọi là tri kiến thanh tịnh đó, thì lúc đó mới là chân đế. Còn tánh biết đó, thì luôn là thấy chân đế. Còn tướng biết đó, thì có khi là thấy tục đế, khi thấy chân đế. Khi thấy tục đế đó là thấy sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là thấy tục đế. Còn khi mà cái tâm mà siêu thế, mà nhất là tâm A-la-hán rồi đó, thì là thấy chân đế. Còn cái tục đế thì cũng biết vậy thôi, nhưng mà
thì đó là cái để người ta đặt ra vậy thôi. Mà phải bắt buộc phải có thực đế mới được nha, chứ tôi đâu có chúng sanh nói chuyện. Thì đó thì tục đế là, nhưng mà cái người mà giác ngộ đó, thì tục đế là chỉ để dùng dùng vậy thôi. Chết sống là không phải sống trong tục đế, sống thì vẫn sống trong chân đế. À, nhưng mà khi mà nói chuyện hay làm gì đó là phải sử dụng tới tục đế vậy thôi cho nó. Còn người đời á, thì lại là không biết chân đế cho nên cứ sống trong tục đế, mà tức là sống trong cái thế giới ảo của mình. Cho nên không có không bao giờ tiếp thấy ra được cái thực. À, do đó Đức Phật ngài mới dạy mình phải trở về với thân thọ tâm pháp để mà thấy ra cái thực. Cho nên người ta mới nói là thân tài hại, hại trung hữu mít thủy đó. Đó là cái người người đang tắm trong sông á, trong biển á, mà hỏi nước ở đâu. Tức là con người mình nó tất cả đều đang sống trong chân đế hết, nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó cứ nắm bắt cái tục đế cho nên là nó không thấy chân đế, rồi nó đi tìm chân đế mà thực ra là đang ở trong chân đế. Nhưng mà sao con thấy chúng sanh mà thủy trở trở sanh ra trở lại là tại vì còn luyến ái, còn cái gì ái ái dục thôi ha, ái dục mới lại tái sanh trở lại, còn muốn trở lại là ái dục, còn ái dục mới tái sanh. Tuy nhiên là khi mà tái sanh là tự nhiên cái bạn cái tánh tự nhiên của mình đó là trở trở ra để mà làm tiếp tục cái gì mình muốn làm nữa đó. Thì cái đó là tự nhiên mình trở ra chứ đâu phải mình muốn này trở ra nhờ cái nên cái xã hội biến mình phải vô tình tiền tài lên đạo đủ thứ đó, thì cái đó là tự nhiên nó phải xảy ra, phải mình phải cố gắng nó mới trở lại được, tự nhiên mình phải trở ra. Thì cái trở ra đó là do vô minh ái dục đó, do vô minh ái dục, tức là do Đức Phật ngài đó, do có tư niệm tư tư lượng thẩm ý à, nên mới là có cái thức, cái chỗ trú của cái thức, có chỗ trú của thức cho nên có thức tái sinh, có thức tái sinh cho nên hủy sầu hủy khổ não mới sinh ra tam giới đó. Tức là bây giờ mình đừng có nghĩ chuyện đó, bây giờ nghĩ là bây giờ thấy như thế này này, thấy cho nó rõ. Bây giờ mình đang ngồi đây, ý gì khởi lên, ý gì không khởi lên, có thấy đó là cái cột hay là thấy đó nó như nó là, rồi cái vậy là biết lên cái nào là tục đế, cái nào chân đế, cái nào là ý khởi lên, cái nào không có ý khởi lên, thì bây giờ chỉ thấy thôi, thấy cho rõ thôi, cái tu là để thấy cho rõ thôi. Tuy nhiên hiểu rồi, hiểu cái mà phải trở về là cho mình, tại vì xung quanh mình thấy những người thân của mình thấy cũng còn ở trong cái tình trạng trở ra xuống trở vô, thì mình sống gần những người đó đó thì mình cũng thấy 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 cái đó là tự nhiên của họ, mình không có khó chịu khi mà mình thấy họ cứ cứ À, thì đáp đó tục cái đó là vậy. thì họ đang chưa thấy thì họ đi học thôi, họ chưa thấy ra thì họ phải đi tìm kiếm. Thì giống như cái người đó ở trong nước là cứ lội lội đi tìm nước đó, thì chừng nào họ ngộ tức là nói ủa thì nước đây rồi chứ đâu nữa thì là ngộ, còn chưa thì vẫn cứ đi tìm nước. Cứ lội đi hết chỗ này qua chỗ khác để tìm nước, rồi đang lội trong nước đó, vậy đó. Ai chưa thấy ra sự thật thì vẫn cứ đi tìm kiếm, để đi tìm kiếm cho nên nó là luân hồi sinh tử đó.